Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ad Channel. Hiện nay thì Facebook giống như là một ngôi nhà riêng của mỗi người, nhưng mà tình trạng hack Facebook đang vẫn diễn ra rất thường xuyên và phổ biến với nhiều mục đích như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức thẻ nạp, hoặc là một đối tượng thù hằn nào đó, hoặc đơn giản chỉ là hack cho vui thôi. Nói chung thì có khá là nhiều nguyên nhân mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được người ở trong kẹt mà thôi. Và dù Facebook đã cung cấp khá là nhiều công cụ bảo mật cũng như có khá nhiều cảnh báo về vấn đề này, nhưng mà tình trạng Facebook bị đánh cắp vẫn xảy ra. Trong video ngày hôm nay, Ad Channel sẽ cùng các bạn nâng cao bảo mật Facebook ở mức cao nhất có thể. Trước đó thì chúng ta hãy đi tìm nguyên do làm cho tài khoản của các bạn chuyển quyền sở hữu nhé. Thứ nhất đó là sự chủ quan của chính chúng ta, không bảo mật tài khoản vì cho rằng chắc là nó trừ mình ra và mình cũng đã từng rơi vào tình huống như thế này. Thứ hai đó là một nguyên nhân khá phổ biến bắt nguồn từ tính tò mò của người dùng. Khi các bạn thấy được một đường link giật tích hay là một cái đường link nhạy cảm thì ngay lập tức các bạn đã click vào. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra vào lúc này. Một là nó sẽ tự động tải virus về máy của bạn và ghi lại mọi thao tác trên bàn phím. Lúc này thì mọi thông tin của bạn đều gặp nguy hiểm chứ không riêng gì tài khoản Facebook nữa. Trường hợp thứ hai là nó sẽ dẫn bạn đến một trang có giao diện y như Facebook. Và khi các bạn đăng nhập lại trên trang đó thì coi như là bạn đã hai tay giao nộp tài khoản của mình cho người khác. Còn một nguyên do nữa rất là củ chuối, đó là các bạn đặt password quá đơn giản, kiểu như 123456 hay là số điện thoại, họ tên, những thông tin cá nhân mà các bạn đã public sẵn trên Facebook. Và lúc này thì công việc của tên tin tặc lại càng đơn giản hơn, chỉ cần dò bát mà thôi. Cũng có thể như trường hợp của mình từng gặp phải, đó là hacker sẽ tấn công thẳng vào email đăng ký Facebook của các bạn, từ đó giành quyền kiểm soát Facebook. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn một số bạn vẫn còn sử dụng Face ở cách đơn thuần và chưa nâng cao tính bảo mật, giống như mình ngày xưa, và mình cũng chỉ tìm đến cách này vào một ngày đẹp trời khi mà mình nhận được khá nhiều cuộc điện thoại thông báo rằng Facebook của mình đang đi xin thẻ nạp. Đầu tiên là hãy thiết lập mật khẩu thật mạnh cho Facebook và cả email mà bạn đã dùng để đăng ký. Mật khẩu mạnh là mật khẩu gồm cả chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và phải dài hơn 8 ký tự. Chỉ cần như vậy thôi thì các bạn đã thoát khỏi tình trạng mò nick. Thứ hai là các bạn không nên công khai thông tin cá nhân của bạn trên Facebook. Chúng ta chỉ cần click vào dòng thời gian, các bạn vào phần giới thiệu và chỉnh sửa thông tin về chế độ là chỉ mình tôi. Bước thứ ba là các bạn chỉ cần cung cấp đầy đủ cả số điện thoại và email cho Facebook mà thôi. Và khi mà các bạn đã cài đầy đủ cả số điện thoại và email thì chúng ta có thể tiến hành nâng cao bảo mật. Các bạn chỉ cần vào phần cài đặt, sau đó vào phần bảo mật. Và ở đây thì chúng ta sẽ có khá nhiều hạng mục, nhưng các bạn chỉ cần quan tâm đến một vài hạng mục bên dưới đây mà thôi. Đầu tiên đó là mục cảnh báo đăng nhập. Các bạn sẽ chọn ô đầu tiên là nhận thông báo trước để có thể gửi thông báo đến nick Facebook. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn là thông báo qua email hay là thông báo qua số điện thoại. Và như vậy thì mỗi lần có một ai đó hoặc là chính các bạn đăng nhập ở một trình duyệt mới vào trong tài khoản Facebook thì Facebook sẽ tự động gửi một cái thông báo đến email hoặc là số điện thoại cho bạn. Và thông báo này thì sẽ bao gồm là thời gian, địa điểm, trình duyệt đã đăng nhập vào tài khoản Facebook. Mục tiếp theo đó là xét duyệt đăng nhập. Đây là tính năng bảo mật cao nhất. Và khi các bạn kích hoạt nó thì cho dù có biết mật khẩu thì kẻ tấn công cũng không thể làm gì được. Và khi các bạn kích hoạt tính năng này thì mỗi khi các bạn đăng nhập, Facebook sẽ lập tức gửi một mã code về số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Và bây giờ thì cho dù bạn có đem mật khẩu cho đứa khác thì cũng đố nó đăng nhập được. Hoặc là các bạn có thể nâng lên một cấp bậc cao hơn nữa, đó là dùng trình tạo mã của Facebook để tạo ra một đoạn mã code riêng cho mình. Cuối cùng là số liên lạc đáng tin cậy. Cái này thì sẽ dùng khi chính bạn quên mất mật khẩu. Các bạn chỉ cần thêm vào 3 người bạn thân và khi bạn quên mật khẩu thì hãy yêu cầu hỗ trợ từ Facebook. Facebook sẽ gửi 3 mã code đến 3 người bạn mà bạn đã chọn. Và khi bạn nhập đúng thì các bạn có thể lấy lại quyền kiểm soát và đặt một mật khẩu mới cho tài khoản của mình. Khá là đơn giản. Vậy là xong rồi, thật ra thì những bước này cực kỳ đơn giản luôn, nhưng rất nhiều bạn đã bỏ qua, cho nên là hy vọng sau video này thì các bạn nào còn chưa nâng cao bảo mật thì hãy bỏ một chút thời gian ra thực hiện ngay đi nhé. Cuối cùng thì mình sẽ có vài lời khuyên dành cho các bạn, đó là không click vào những đường link lạ, không đăng nhập một cách bừa bãi tài khoản của mình vào những trình duyệt hay là ứng dụng lạ, không lưu mật khẩu và nhớ đăng xuất. Chỉ cần kết hợp tất cả thì khó ai có thể hack được Facebook của bạn. Bản thân mình cũng từng bị hack tài khoản Facebook và mình hiểu được cảm giác tồi tệ đó. Các bạn không chỉ mất đi một tài khoản Facebook mà thôi, mà các bạn còn mất khá nhiều thông tin, hình ảnh riêng tư, rất nguy hiểm. Và còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng bị hack tài khoản Facebook bao giờ chưa? Đừng quên chia sẻ lại để mọi người cùng biết và nâng cao bảo mật ngay nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.